tiếp bước cùng những người biệt đồng Sài Gòn năm xưa, chúng tôi tìm đến căn nhà số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu. Phía trước ngôi nhà, một chiếc ô tô cũ vẫn còn biển số được đặt ngay ngắn. Đây từng là chiếc xe chở vũ khí từ Củ Chi vào trong Sài Gòn, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Trần Văn Lai, có bí danh Nam Lai. Sau này, ông còn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với vỏ bọc nhà thầu khoáng giàu có, ông Lai đã thành công giành được suất trang trí nội thất cho Dinh Độc Lập. Nhờ vậy, ông có thể dễ dàng ra vào thành phố mà không sợ bị kiểm tra. Theo đó, hàng tấn vũ khí được chuyển vào trong lòng địch. Một trong những người gắn bó với địa chỉ đó này không thể không nhắc đến người vợ bé của ông Lai, bà Đặng Thị Thiệp, lúc bấy giờ là Tuyết Mai. Mới chỉ ở tuổi 19 đôi mươi, theo lệnh của tổ chức, bà vào Sài Gòn và trở thành một người biệt động bên cạnh ông Lai ngày đêm đào hầm giấu vũ khí. Theo số lượng được thống kê sau này, số vũ khí được lưu trữ tại đây lên tới 3 tấn. Cái hẻm này nó vắng người lắm, chứ ngày xưa nó ống dạ chai đâu, chứ nó không có nhà như bây giờ nha. Không có cái nhà nào mà lộ sổ ra vậy đó, bây giờ cái ống dạ chai. Thì ở đây người ta kêu ta bán nhà, ta để bán nhà thôi, bán mà mua giấy tay thôi, rất là đơn giản. Thì mua một căn này, thì tôi với bà mới ông đã được rồi. Tụi em tự tăng cũng về, ông nếu anh mua như vậy, anh phải đào. Nó dài chứ không phải đào có lỗ nhẹ như vậy được. Để mà quyết định đưa vũ khí về và đào dài. Đầu năm 65 là xong hầm là bắt đầu chở. Nhưng chở từ từ. Trở về cho nó đầy hầm xong rồi. Chiều 30 năm 68 á, thì chiều đó là năm 67 á, là 16 người đã cử tri xuống. Thì vào xuống hầm hết, những người chết trong Dinh Độc Lập không có hình được, 8 người chết rồi. Xuống hầm hết, tôi nấu, anh nấu, uống, nấu cái này cái kia hay là một giờ chiều đi tới cái hầm của ông Bảy rồi muốn lấy được mấy khẩu. Thì chưa tuyên bố là đánh đâu. Rồi chiều mà 30 về đây xuống hầm lao chùi thì ông chỉ huy, ông Tư Tăng, ông ra lệnh là đánh Dinh Độc Lập. Thì lấy chặt xe lên là vô Dinh Độc Lập đánh. Khi hòa bình được lập lại, quá trình tái dựng địa chỉ đó này gặp không ít khó khăn. Đa phần các đồ vật đều bị tịch thu bởi công an Ngụy lúc bấy giờ. Một số được bán lại cho những nhà sưu tầm từ các nơi khác nhau. Thế nhưng nhờ sự bền bỉ và ngọn lửa thôi thúc trong tim, những người con của ông Lai vẫn cố gắng thương thảo với người bán, tìm kiếm lại các đồ vật, sưu tầm những bức ảnh của những người biệt động thành ngày ấy. Mặc dù còn một số bức ảnh đang bị để trống vì không thể tìm lại được danh tính những người biệt động cảm tử đó, nhưng nhìn chung căn hầm đã được tái tạo lại đến 80%. Mới đây, tour du lịch mang tên theo dấu chân biệt động Sài Gòn đang được anh Trần Văn Bình, con trai ông Trần Văn Lai, thực hiện. Tour du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong lịch trình, mọi người sẽ được tìm hiểu về những địa chỉ đó giữa lòng thành phố Sài Gòn, được hình thành trong kháng chiến chống Mỹ. Số lượng địa điểm được phục dựng và lưu trữ tư liệu lên tới hơn 11 điểm. Đằng sau mỗi người chiến sĩ biệt động đều là sự cổ vũ động viên tinh thần không nhỏ từ gia đình. Vì vậy, bên cạnh các trang thiết bị chiến đấu, những lá thư từ hậu phương ngày ấy cũng trở thành kỷ vật vô giá. Để tìm hiểu, mời quý độc giả theo dõi kỳ sau của dấu chân người biệt động mang tên Những lá thư từ trong khói lửa.